Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Liên quan đến việc 5 huyện là Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ đều chọn mô hình thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh chứ không chọn mô hình quận. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện đề án chuyển một số huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá mô hình chuyển đổi lên đơn vị hành chính quận đối với 5 huyện là rất khó đạt được giai đoạn từ nay đến năm 2030 do quy định bắt buộc các huyện phải đạt theo tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, đồng thời phải có đủ 100% các xã đủ tiêu chí để chuyển đổi sang phường. Hơn nữa, hầu hết các địa phương như huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh đang còn diện tích đất nông nghiệp khá nhiều. Do vậy, mô hình thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh là phương án lựa chọn của cả 5 huyện. Điều này sẽ đáp ứng mục tiêu chuyển các đơn vị hành chính huyện thành đơn vị hành chính cấp đô thị, nhưng vẫn giữ lại một số khu vực nông nghiệp ngoại thành của đơn vị hành chính mới trực thuộc. Trong đó, huyện Bình Chánh đang phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3 và làm thủ tục đề nghị công nhận thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025. Đối với một số huyện còn thiếu tiêu chí dài hạn, các đơn vị lập đề án đề xuất có thể tính đến phương án về khả năng sáp nhập các huyện liền kề có tiêu chí chưa đạt để bổ trợ hoàn thiện lẫn nhau. Theo ước tính, nhu cầu tổng vốn đầu tư cho 5 huyện giai đoạn 2021-2030 rất lớn, khoảng 242.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kết quả phân tích của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, cơ hội thu lại giá trị gia tăng từ đất nếu khai thác tốt, theo ước tính có thể đạt khoảng 528.000 tỷ đồng trên địa bàn 5 huyện trong 10 năm tới. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ và tính khả thi trong huy động nguồn vốn đầu tư, triển khai đồng loạt các dự án, đề án với tổng vốn có quy mô lớn, thành phố Hồ Chí Minh cần ưu tiên đầu tư các dự án, đề án mang tính động lực trước, làm đòn bẩy để phát triển lan tỏa ra các khu vực khác trên địa bàn 5 huyện ngoại. Đồng thời, vận dụng cơ chế chính sách khai thác tối đa giá trị gia tăng từ đất trong quá trình đầu tư, phát triển trên địa bàn các huyện thông qua phương thức điều tiết và nguồn thuế, phí và mô hình điều tiết phù hợp. Trước đó, để có khung pháp lý xây dựng phát triển các huyện thành quận hoặc thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phân công từng sở ngành thực hiện 5 đề án nhánh gồm kinh tế đô thị, văn hóa đô thị, hạ tầng đô thị, con người đô thị, quản lý nhà nước. Song song đó, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các huyện chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn hoặc các chuyên gia, nhà khoa học xây dựng đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố. Đến nay, 2 đề án nhánh con người đô thị và quản lý nhà nước đã hoàn thành và được Hội đồng Tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thẩm định và nghiệm thu. Đối với 3 đề án nhánh còn lại và 5 đề án đầu tư xây dựng của 5 huyện, hiện đã hoàn thành các nội dung cơ bản và đang hoàn thiện. Ngày 15 tháng 5 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình về dự thảo đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023, báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về đề án này. Về phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, 5 huyện có liên quan đẩy nhanh hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân 5 huyện. Đồng thời, trình Hội đồng Tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thẩm định và nghiệm thu 3 đề án nhánh còn lại. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Theo báo Lao động, ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ các đề án nhánh thuộc đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Báo cáo tại hội nghị, Tiến sĩ Dương Phước Tân, nguyên trưởng phòng nghiên cứu quản lý đô thị, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến năm 2030, hầu hết 5 huyện ngoại thành đều không đạt tiêu chí đô thị loại 1 lên đơn vị hành chính cấp quận. Một trong những nguyên do đó là vướng tiêu chí số đơn vị hành chính và 100% xã phải có khả năng chuyển thành phường, không có xã nông thôn. Trong khi tiêu chí chuyển đổi thành phố thuộc thành phố có cho phép huyện giữ lại một số xã nông thôn, 35% trong tổng số xã. Từ đó, việc lựa chọn phấn đấu theo mô hình thành phố thuộc thành phố sẽ khả thi và thuận lợi hơn đối với 5 huyện so với mô hình lên quận. Về định hướng phát triển 5 huyện đến năm 2030, huyện Củ Chi sẽ tập trung phát triển thành đô thị sinh thái thông minh, phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị. Huyện Hóc Môn sẽ phát triển theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và trở thành một đô thị sinh thái trong tương lai.
Hóc Môn phát triển thành vành đai xanh của thành phố, có không gian văn hóa đặc trưng, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. Huyện Bình Chánh sẽ hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa và hỗ trợ cho sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và cả đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, định hướng phát triển huyện Bình Chánh thành trung tâm đô thị công nghiệp của phía Tây khu vực thành phố Hồ Chí Minh, với đầy đủ đặc tính của một đô thị công nghiệp hiện đại, tuân thủ theo chiến lược phát triển bền vững, xanh, tuần hoàn, liên kết các khu công nghiệp với nhau dưới dạng cộng sinh, tuần hoàn. Huyện Nhà Bè sẽ phát triển trở thành thành phố thông minh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh về giáo dục, y tế chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, du lịch xanh, đóng vai trò đầu mối về giao thông hàng hóa xuất nhập khẩu là logistics trong và ngoài nước. Huyện Cần Giờ sẽ phát triển để từng bước trở thành thành phố xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường, trong đó phát triển huyện Cần Giờ với định hướng trở thành khu đô thị biển, du lịch sinh thái, nghỉ ngơi và giải trí. Khác với thị trường khu đông thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Tây thành phố như huyện Củ Chi, Hóc Môn, một phần huyện Bình Chánh gần như không diễn ra giao dịch ở thời điểm này. Nếu khu vực quận 9 hiện phát sinh các giao dịch đất nền giảm giá sâu, thì Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh dù giảm giá mạnh vẫn rất hiếm giao dịch diễn ra. Từ nửa cuối năm 2022 đến nay, hoạt động kiểm soát chặt chẽ dòng vốn vào bất động sản và siết hoạt động phân lô bán nền tại các địa phương này đã đánh mạnh vào đối tượng đầu cơ, đầu tư khiến giao dịch đất nền, đất nông nghiệp giảm mạnh. Đà suy giảm cả về giá lẫn giao dịch vẫn tiếp diễn trong những tháng đầu năm 2023. Giá đất nền thổ cư, đất nông nghiệp tại Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh ghi nhận giảm mạnh từ 20% đến 40%. Giảm giá mạnh nhưng việc ra hàng của các nhà đầu tư rất khó khăn. Anh Hạnh, một nhà đầu tư lâu năm mua mảnh đất nông nghiệp tại Củ Chi cuối năm 2021 với giá 6,5 tỷ đồng. Cuối năm 2022, anh rao bán còn 5,4 tỷ đồng nhưng không có người hỏi mua. Hiện tại anh Hạnh tiếp tục giảm giá thêm 1 tỷ đồng để mong ra hàng. Dẫu vậy, dù gửi nhiều môi giới cùng lúc nhưng hiện mảnh đất của anh vẫn chưa có người chốt. Vốn là điểm nóng đất nền thời gian qua, nhưng hiện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh cũng diễn biến với thị trường thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, lượng giao dịch chưa có sự cải thiện rõ ràng so với cuối năm 2022. Đáng nói, nếu so với khu đông thành phố Hồ Chí Minh, hiện thị trường đất nền khu phía Tây gần như không có phát sinh giao dịch và các hoạt động đầu tư. Những nhà đầu tư còn ôm hàng tại khu vực này từ giai đoạn 2018 đến 2019, hiện vẫn chưa bán được hoặc khó thoát hàng trong bối cảnh khó khăn thanh khoản. Theo môi giới địa phương, đất nền dần có khách hàng quan tâm trở lại so với cuối năm 2022, nhưng giao dịch thành công vẫn khá thấp. Nguyên nhân chủ yếu do bên bán và bên mua chưa thống nhất được giá giao dịch và nhà đầu tư cũng khá thận trọng với quyết định xuống tiền khi chưa xác định được thời điểm phục hồi của thị trường. Trong 2 tháng đầu năm 2023, giá đất nền tại nhiều huyện thành phố Hồ Chí Minh giảm 10 đến 30% so với cùng kỳ 2022 ở cả giao dịch sơ cấp và thứ cấp. Có vài khu vực sản phẩm ghi nhận mức giảm 40% nhưng vẫn khó phát sinh giao dịch. Tại huyện Cần Giờ, giá đất thổ cư, đất nền tự do dù đã giảm sâu từ 10 đến 15%. Đất nông nghiệp, đất rừng cũng giảm 20 đến 25% với các lô diện tích lớn nhưng vẫn hiếm khách hỏi mua. Tương tự, giá bán đất thổ cư và đất nền khu vực xã Bình Mỹ, Nhuận Đức, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Tân Phú Trung, Phú Hòa Đông, An Nhân Tây thuộc huyện Củ Chi dù đã giảm 15 đến 30% từ đầu năm nhưng ít có giao dịch thực. Theo một số môi giới, tính đến đầu tháng 4 năm 2023, đất thổ cư diện tích 100 đến 300 m2 có giao dịch lác đác, còn đất nền dự án và đất vườn ở Củ Chi, Cần Giờ ít được quan tâm. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh. Giá bán đất nền trên thị trường thứ cấp ở Nhà Bè và Bình Chánh đã giảm khá mạnh từ đầu năm với mức giảm 15 đến 30% tùy khu vực và sản phẩm, nhưng giao dịch thành công không nhiều. Tâm lý tránh mua hớ là lý do khiến nhiều khách hàng vẫn giữ tiền, chờ đợi giá giảm thêm và chờ thêm tín hiệu từ thị trường. Một môi giới ở nhà đất Củ Chi cho biết, hiện thị trường xuất hiện người hỏi nhưng người mua rất ít. Những thông tin tiêu cực từ thị trường cùng với các hoạt động thanh tra, kiểm soát liên tục diễn ra trong thời gian qua đã tác động mạnh đến tâm lý đầu tư và khách hàng thận trọng hơn trong việc xuống tiền. Thực tế, sự suy giảm thanh khoản đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua chủ yếu do ảnh hưởng về vấn đề tâm lý của nhà đầu tư chứ không phải do thị trường quá thiếu dòng tiền. Riêng với dòng đất nền, nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi xem liệu giá có giảm xuống nữa không để bắt đáy, tránh bị hớ. Quả thực, tâm lý lo ngại về các biến động kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế đang khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang. Dù chính phủ đã có nhiều động thái tích cực trong thời gian gần đây, nhưng chưa có tác động nhiều đến thị trường bất động sản, chưa thực sự khơi thông vốn đầu tư vào nhà đất. Vì thế, thời gian thị trường phục hồi sẽ chậm hơn những dự đoán trước đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.